Việt Nam Minh xin giới thiệu đến quý vị tiền Việt Nam, làm bằng bạc 999 là loại kim quý. Đồng bạc được sản xuất với chất lượng cao. Nhân dịp vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ, tiền được đúc với bản đồ Việt Nam và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phía đằng sau là biểu tượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cờ vàng sẽ được in trên đồng bạc. Tiền Việt Nam không những để làm lưu niệm, mà đồng bạc này cũng là nuôi dưỡng tinh thần ái quốc. Cờ vàng là cờ Việt Nam, là biểu tượng cho dân tộc ta, thuộc về giống da vàng, và ba sọc đỏ là Bắc, Trung, Nam. Chúng ta cùng chung một dòng máu, và là một quốc gia Việt Nam. Chúng ta không chấp nhận thể chế ngoại lai cộng sản, làm chia rẽ dân tộc ta, và phản bội quê hương, buôn dân bán nước cho Tàu Cộng. Chúng ta luôn loại trừ việc gian cộng sản Việt Nam ra khỏi cộng đồng người Việt trong lẫn hải ngoại, và cộng đồng nhân loại. Xin vào trang nhà vietnamminh.com.